Này đấy. Rồi mình vừa xem được clip của Long Phú Quốc là giải thích về cái video của vợ Long Phú Quốc, các bạn cùng xem. Nhưng mà em thật về các bác là gì đây? Các bạn thấy không? Đoạn này Long khóc là khóc thật luôn, có cả nước mắt này, cả nước mũi chảy ra. Các bạn biết là khi một người người ta khóc giả thì người ta có thể cố ra được nước mắt thôi, chứ người ta không thể có được thêm cả nước mũi, trừ khi người ta đang bị cúm, người ta mới viêm mũi thôi. Còn mình nói thật với các bạn ấy là mình thấy là bạn Long, bạn bảo là cũng rất là thương bạn đấy, là có rất nhiều người người ta là dịch tít câu view, bảo là Long là mang vợ lên để là câu like rồi câu view. Mình nói thật với bạn ấy, người chứ phải ngợm đâu, ai người ta có những cái hành động đấy, vợ mình ý, chứ phải là đôi thật luôn, kể cả anh em yêu đương hay cái gì người ta bảo là lấy kha khe về làm vợ, chứ ai lấy vợ về làm kha khe, đúng không? Thì đấy nữa, cho nên là cái chuyện là không ai người ta là được mang ra câu view câu like đâu. Có thể là mình nói thật là mình rất đồng cảm về trường sự vô tình của bạn Long này, mặc dù cái sự vô tình này nó tỷ lệ nó rất là thấp, à không phải, cái sự vô tình này nó chỉ là cái hữu ý thôi chứ không phải là cái cố ý đấy, nó rất là vô tình thôi. Các bạn biết là sau cái phiên live đây là Long đã bảo ôi vợ ơi, mình chồng đang livestream đấy, trên live người ta cũng đã giải thích rồi, mà mặt của Long lúc đấy trên live rất là hoang mang, rất là sợ hãi luôn, nhìn mặt nó rất là thương cảm đấy. Thì mình nói thật luôn ý, bạn Long này mình rất là, anh em có biết là mình thấy Long là một người rất là uy tín đấy, rất là uy tín luôn. Các bạn có biết đấy, trên mạng mà sau clip mà lên phát là Khánh sợ cay, nó cũng là đồng cảm luôn, thương luôn. Khánh Gia Cai một thằng sống rất tình cảm, nhưng mới không mấy khi là Khánh nó khóc đâu, nó khóc ai nấy khóc giàu về sự lòng tình cảm và thương đấy, mới rất là tin thương. Thực sự mình thấy rất là thương Long, bởi vì Long là tự nhiên là mang tay mang tiếng mang nhầm vợ mình lên, mang hàng mang vô tình dính, là mọi người đấy bảo thường có nhiều ông cũng comment thật rất là chán, có ông ấy comment bảo là sao mà rộm thế, rồi là đen thế, về gặp bắn laser đi. Tôi thật có ông vợ người ta chẳng may như thế thì các ông lại cứ comment thế nó buồn nha. Các ông phải biết rằng nếu mà là vợ mình ý, thì không bao giờ mình làm như Long đâu. À nếu mà là vợ mình ý, thì gặp những trường hợp đấy mình cũng buồn như Long mà. Còn lại cũng rất mong là anh em nào mà anh xem mà lưu giữ những cái clip đấy thì anh em hãy truyền tải những cái thông điệp cho mọi người rằng là nếu có chia sẻ cho nhau thì mình hãy bảo là đây là thằng Long nó vô tình đấy, chứ nó không phải cố ý đâu. Chứ để ngờ là sự việc xảy ra, thực sự rất là thương Long, mình cũng rất là đồng cảm. Có cả thế giới là không tin bạn, nhưng mình sẽ tin bạn Long nhé, mình tin vào bạn.